Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Inuchi Game Dạo của mình. Thì hôm nay mình cập nhật cho anh em một cái số một thông tin mới trong cái tựa game Play Together này nha anh em. Thì hôm nay là phiên bản 1.2.14.0 nha anh em. Thì phiên bản cập nhật mới nhất thì có những cái tính năng gì mới thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả anh em nha. Thì bắt đầu clip, mọi người cho mình xin một like và đăng ký. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình rất là nhiều nha. Đấy, thì hôm nay là phiên bản cập nhật mới thì chúng ta có cái gì đặc biệt. Cái đầu tiên mà anh em đặc biệt nhất là cái này nha, này nha anh em. Đấy, nó đã cập nhật lại một cái vé VIP rồi đó anh em ạ. Đấy, để mình có thể là cái bộ này là cái bộ mà thổ dân nha mọi người. Đấy, bộ đồ thổ dân rất là xịn sò. Ai có tiền thì nạp, mà ai không tiền thì đừng có nạp. Bởi vì tiền đâu mà nạp anh em ạ. Đấy, thì cái đầu tiên nha. Cái tiếp theo đó là đã cập nhật cho mình một cái quả trứng rất là xịn sò trong cái mà phần mình để theo xem cái quảng cáo nha. Mọi người nào mà plus thì khỏi xem quảng cáo. Thì mọi người nào mà chưa có plus thì chắc chắn là phải xem quảng cáo. Nếu không xem quảng cáo làm gì mà có bộ đồ này nha. Đây là cái mà một quả trứng hộp bé khủng long nha mọi người. Đấy, đây là cái mà thứ được update trong ngày hôm nay. Đó là một cái bé khủng long. Thì đây để mình sẽ xem quảng cáo cho các bạn cùng xem luôn. Để hên xui cái hôm nay mình hên hay là mình xui nha mọi người. Mình sẽ xem 5 lần thì mọi người gán theo dõi mình cùng xem quảng cáo chung với mình. Chứ đậu xanh thì cũng hên xui thôi. Cái này chắc mở tầm 30 ngày à. Chỉ ra được bộ này. Nó chơi chứ mọi người cũng hên xui lắm nha mọi người. Đấy, cái bộ đồ này thì nó cũng hên xui lắm. Cái tỷ lệ nó ra thì cũng là gọi là thấp thôi. Nhưng mà nhân phẩm của anh em tới đâu thì nó sẽ ra cho anh em tới đó. Mà anh em không có nhân phẩm, anh em tạo nghiệp quá thì nằm mơ đi. Giờ nó đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ tua nhanh những cái đoạn này nha mọi người. Để coi mình có thể mình quay ra những cái thứ gì nha mọi người. Đấy, đây mọi người ơi, cái quả trứng đầu tiên mong là nó ra được cái bộ đồ là mình vui vẻ liền. Mà nó ra cái bánh là xui luôn, đập vô mặt liền luôn. Nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Nổ cùng chiêu. Cái bánh đậu xanh thiệt chứ. Giờ mình sẽ xem hết quảng cáo và mình sẽ tua nhanh cho các bạn cùng xem chung nha. Để coi mình hên xui cỡ nào. Đây là cái một cái quả trứng mà hộp bé khủng long nha mọi người. Cái là được update hôm nay luôn. Đây mọi người, đây là quả trứng thứ hai của mình. Hên xui. 1, 2, 3. Nổ. Cái gì đây? Con tôm chiên. Mô Phật. Tiếp tục nha mọi người. Đây là cái quả trứng thứ ba của mình nha mọi người. Cầu mong là nó sẽ ra được cái gì trong cái bộ đồ bé khủng long này. Thì bé khủng long này là bé khủng long màu xanh thì nó sẽ không nạp tiền nha mọi người. Còn bé khủng long màu vàng thì nó sẽ nạp tiền. Là cái đùi gà. Quay, tại sao? Rồi bộ đồ khủng long đâu? Cái chân khủng long nè. Cái bộ đồ khủng long nè. Sao không ra mà ra cái gì đâu không vậy? Còn hai lượt nữa nha mọi người ơi. Hộp thứ tư đi mọi người, cầu mong là nó sẽ ra được cái bộ đồ. Bùm, chiêu. Cái trứng hết đùi gà, cái trứng gà cái cuối cùng nha mọi người. Đấy, đây là cái cuối cùng của mình. Đây là cái hộp cuối cùng của mình nha mọi người. Cầu mong là nó sẽ ra cái gì đó mà nó đặc biệt một tí xíu. Mở luôn đi cho anh em cùng xem. Rồi, dẹp mẹ đi mọi người. Dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi. Và mình nói luôn là lần này cái phần mềm mà cập nhật phiên bản lần này thì nó sẽ có thêm một cái bốc thăm đầu bếp nha mọi người. Đấy, đầu bếp Retro. Đây là một cái mà hộp nó đã được cập nhật trong cái phiên bản 1.24 lần này. Đấy, đấy là cái mà cái thứ hai. Và cái tiếp theo đó là nó sẽ cập nhật cho chúng ta một số cái loại bet nha mọi người. Nó cập nhật cho chúng ta một số cái loại bet. Đây, để mình vô cửa hàng bet và mình sẽ giới thiệu cho mọi người cùng xem. Đấy, thì lần này nó cập nhật cũng rất là nhiều thứ đó mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ vô cửa hàng bet, mình sẽ coi bet để mình sẽ review một số bet cho mọi người cùng xem. Cái này thì mình chưa thấy nó thêm nè. Cái này vẫn chưa thấy nó thêm nhỉ. Cái này vẫn chưa thấy nó thêm nhỉ. Ủa sao vậy ta? Mình thấy nó báo là nó đã thêm một số loại bet vô rồi mà nhỉ. Tại sao trong đây nó không có mọi người ạ? Mình thấy cái trên fanpage nó để là nó đã thêm một số loại bet vô cái phiên bản cập nhật lần này. Nhưng mà mình thấy hiện tại trong đây là nó sẽ không có. Để mình đi coi bet mọi người. Đâu rồi ta? Đây. Đây nó có thêm một cái số loại bet nè mọi người. Nhưng mà mình chưa thấy nó thêm cái gì vô hết. Thì để mình cập nhật lại thêm một lần nữa nha mọi người.
thì mọi người ơi, theo cái thông tin mà cập nhật trong cái phiên bản này á mọi người, thì mình sẽ để cái hình ảnh minh họa mình ở bên góc phải màn hình nha. Thì chúng ta sẽ được thêm là trang phục cho badge nha mọi người, và cập nhật thêm một số badge, nhưng mà hiện tại ở đây thì mình chưa thấy nó cập nhật trong cái trang này nha mọi người. Đấy thì chắc sau một thời gian nữa thì nó sẽ cập nhật hết các tính năng cho mình, và thêm một số màu da nữa. Thì những hình ảnh minh họa thì mình sẽ để bên góc phải màn hình nha. Đấy thì thêm một số màu da nữa, và có cả một cái bộ cá heo hồng cho mọi người luôn nha, một bộ trang phục cá heo hồng luôn. Thì ở đây mình vẫn chưa thấy nó cập nhật trong cái tính năng này mọi người. Đấy nên thì chắc sẽ một thời gian gần đây nhất thì nó sẽ cập nhật cho chúng ta thôi. Thì mọi người cùng chờ đợi trong cái bản cập nhật lần này nha. Thì mình thấy cái bản cập nhật lần này nó rất là thú vị, nhưng mà cái phần lag đó mọi người, thì mình sẽ nói luôn cái phần lag. Cái phần lag thì trên cái trang mà chính thức của Play Together á, là nó để á mọi người, là do hiện tượng lag không vào game được, là do cáp quang. Mình nghĩ là cũng đừng đổi thừa cho cáp quang nhiều quá, những tựa game khác nó cũng đâu có bị đâu mọi người. Mình thấy là đa số là nó chỉ bị trong cái Play Together này thôi, chứ và nó bị vào buổi tối thôi đó mọi người, chứ nó cũng không có bị ấy quá. Nhưng mà chắc buổi tối là nhiều người chơi á mọi người, nên nó sẽ lag hơn ban ngày. Thì ok, thì clip của mình tới đây kết thúc. Nó chỉ mang tính chất là cho những bạn nào chưa biết để có thể cập nhật các thông tin mới nhất hiện nay thôi trong cái tựa game này thôi. Thì cái phiên bản 1.24 này á, thì nó sẽ cập nhật được những cái thứ đồ như vậy nha mọi người. Đấy thì ok, clip của mình tới đây kết thúc. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để cập nhật các clip mới của mình nha. Nhấp vào biểu tượng cái chuông nữa nha mọi người ơi. Bye bye nha mọi người.